hóa ra là thầy giáo. Tập 33. Thầy Hướng, Doãn Tinh Nghiêu, hai người đang làm gì vậy? Em vừa nổi lên trước thầy 3 giây nha. Em thua rồi, thầy thắng rồi. Thầy thắng rồi, thầy thắng rồi, thầy thắng rồi. Trẻ con chết đi được. Hôm nay là sinh nhật của Phí Tư, cũng là ngày giảm bớt áp lực cho Phí Đạt. Thế nên Phí Đạt, hôm nay em yên tâm mạnh dạn mà dạy bơi cho Phí Tư đi. Cho dù không dạy được cũng không sao, dù sao ngày tháng còn dài mà. Lần hoạt động này chính là thầy Hướng và cô Tô giúp tớ lên kế hoạch, cũng là hai thầy cô đã dẫn anh ra ngoài đó. Cảm ơn thầy Hướng. Đúng rồi, còn một điều các em không cần lo lắng. Từ lần trước thầy bị rớt xuống nước, thầy đã đi thi và lấy bằng nhân viên cứu hộ. Thế nên sự an toàn của các em cứ giao cho thầy. Cô Tô của các em đâu? Chắc là sắp tới rồi ạ. Cô Tô, chúng em ở đây. Cô Tô của các em đúng là khác người quá đấy. Không ngờ em ở trên bờ là cao thủ võ lâm, sau khi xuống nước thì lại trói gà không chặt thế à? Em thật ra giống Phí Tư, chỉ là em không có Phí Đặt dạy nên em không biết bơi. Em không cần Phí Đặt, em có anh mà. Sau này em muốn học gì anh dạy cho em, cứ giao cho anh đi. Nào, đưa tay cho anh. Thế anh không được chọc em đâu đó. Được, bám vào đây. Bóng nước này liệu có bắn mạnh quá không? Em bơi có giỏi không? Giỏi. Thật không? Được rồi, nghỉ một lát đi. Vâng, nghỉ một lát. Giáo viên của các em thật thú vị, giống như trẻ con vậy. Tất nhiên rồi, bọn họ là giáo viên tốt nhất trên toàn thế giới. Thật là ngưỡng mộ em. Cuộc sống cấp 3 của em mới bắt đầu thôi. Có bọn họ ở bên, em sẽ rất hạnh phúc. Có anh ở bên em mới hạnh phúc. Anh à, cảm ơn anh. Và cũng xin lỗi anh. Tiếng Anh lâu lắm rồi mới nghe được đấy. Anh, em xin lỗi. Trước kia là do em không hiểu chuyện. Em có gì mà phải xin lỗi chứ? Chính là tất cả mọi điều em đều có lỗi. Em xin lỗi. Em không phải là em gái tốt. Em chỉ luôn tránh anh. Nhưng mà không phải là em ghét anh. Anh tốt như vậy, ưu tú như vậy, còn em lại chỉ là một em gái rất bình thường, thành tích rất kém, lại không hề có chí tiến thủ, chỉ toàn làm vướng chân anh. Em gái ngốc, vì có sự xuất hiện của em mà cả cuộc đời của anh đã không còn cô đơn nữa. Em là cô em gái duy nhất và cũng là tốt nhất của anh. Anh à, thi đại học không quan trọng. Không, thi đại học rất quan trọng, nhưng mà anh quan trọng nhất. Ý của em là không thi vào Thanh Hoa cũng không sao, không được cử đi học cũng không sao. Bởi vì với thành tích của anh chắc chắn có thể thi được vào Thanh Hoa. Trong lòng của em, bất luận kết quả thi đại học thế nào, anh vẫn là anh trai tốt nhất của em. Được rồi, anh biết rồi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ điều chỉnh tâm trạng của mình thật tốt, sẽ không thế này nữa. Đợi anh vào được Thanh Hoa, chúng ta tới đó bơi nha, được không?
Em đâu có khóc, là nước bắn vào mắt thôi. Không được nói cho bọn họ biết. Tuân lệnh thưa cô Phí Tư. Thầy Hướng hả? Sao thế em? Cái này tặng cho thầy cô à? Lát nữa thầy cô có thể mang nó đi không? Đây là tranh em vẽ à? Em vừa vẽ đó à? Cảm ơn thầy và cô Tô đã giúp bạn của em. Vẽ thật là đẹp. Cảm ơn em nha ca tử. Thầy rất thích. Cô Tô chắc cũng sẽ rất thích. Em Tô, mau lên đây. Đã đập nước một tiếng rồi đó. Mấy đứa lên hết cả rồi. Em xem, tranh ca tử vẽ cho chúng ta nè. Vẽ em sao? Để em xem với. Vẽ giống thật đó. Ca tử à, trước kia sao cô không phát hiện ra em có thiên phú về mảng này nhỉ? Giỏi quá. Cảm ơn em nha ca tử. Thầy cô thích là được rồi à? Đương nhiên là thích rồi. Thần tượng, vì câu nói này của thầy em nhất định sẽ nỗ lực gấp bội à. Ừ. Nào chúc Phí Tư sinh nhật vui vẻ. Mọi người làm như thế này em thật ngại quá. Chỉ là sinh nhật thôi mà. Chỉ cần em vui, ngày nào anh cũng cho em đón sinh nhật. Anh là muốn cho em ngày nào cũng bị già đi một tuổi hả? Cũng chúc Phí Đạt có thể thi vào Đại học Thanh Hoa một cách ung dung thoải mái. Em sẽ cố gắng để tâm thoải mái ạ. Anh à, vừa nãy anh nói với em thế nào? Lý tưởng và thực tiễn vẫn có chút khác biệt mà em. Thi đại học khó thật mà. Các em làm sao vậy? Chỉ một kỳ thi đại học đã sợ tới nỗi này. Thầy Hướng à, em thấy anh Phí Đạt mà còn mệt tới thế này. Em không muốn thi đại học nữa. Em có thể chỉ học mãi lớp 10 thôi được không? Được thôi, em có thể cứ mãi lưu ban. Thầy cũng đã từng trải qua kỳ thi đại học. Thầy biết thi đại học mệt tới như nào. Nhưng mà thầy phải nói với các em một sự thật. Thi đại học có thể là cuộc chiến duy nhất, công bằng nhất mà chúng ta có thể chiến đấu trong đời. Sau khi các em trưởng thành, bước vào xã hội, các em sẽ phát hiện không phải là mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp. Cũng không phải mọi việc chỉ cần dựa vào cố gắng là có thể giải quyết. Nhưng vẫn cứ phải cố gắng. Thi đại học tuy rất mệt, nhưng sự chăm chỉ cố gắng trong kỳ thi đại học có thể sẽ được đền đáp. Các em làm thêm được một câu có thể thêm được 5 điểm. Đọc sách lâu hơn một chút có thể thêm được 10 điểm. Thông thường điểm số và sự cố gắng là tỷ lệ thuận với nhau. Điều này rất công bằng. Thế nên các em phải quý trọng 3 năm học cấp 3 này, bao gồm cả kỳ thi đại học. Bởi vì những điều các em làm và sự cố gắng, tất cả đều nhìn thấy và cảm nhận được. Không có chuyện nào không nhẹ nhàng và vui vẻ hơn chuyện này đâu. Ý của thầy Hướng là chúng ta phải biết tận hưởng khoảng thời gian chăm chỉ nỗ lực này. Chăm chỉ học tập, thi đại học tất thắng. 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 Tất thắng. Một ngày quan trọng như vậy chúng ta chụp chung với nhau đi. Ừ, được đó. 3, 2, 1. Thi đại học tất thắng. Này, cái gì vậy? Mở ra xem có thích không? Em nói trước nha, quà đắt tiền em không nhận đâu. Đổ đầy, tiếp tục đổ đầy, ấu trĩ. Gì chứ? Đây là 7 loại màu sắc mà anh cất công chọn, một tuần cũng không bị lặp lại. Sao anh đột nhiên nghĩ ra muốn tặng cho em nhiều đồng hồ như vậy? Phí Đạt, Phí Đạt à, cô Tô có nói gì với em? Cô ấy lúc 16 tuổi có thích quà như thế nào không? Không có à. Nhưng cô Tô bảo em, vào năm 16 tuổi, chủ nhiệm đã tặng cho cô ấy một chiếc đồng hồ, tới bây giờ cô ấy vẫn đeo. Nói là luôn luôn dùng để nhắc nhở cô ấy đặt ra kế hoạch cho cuộc sống của mình. Trời sinh một cặp, hương vị kèm thêm vô cùng hoàn mỹ. Chính là chiếc này. Anh biết. Nhưng anh sợ em lúc 16 tuổi không thích chiếc đồng hồ này.
Để bù đắp cho thời gian trước đây của em, đưa em trải nghiệm cảm giác của tuổi 16 một lần nữa. Em của ngày hôm nay muốn đeo đồng hồ màu nào? Màu hồng. Tất cả muộn phiền đều tan biến, chậm rãi bước qua khó khăn. Cuối câu chuyện, muốn dành cho em một gia đình tuyệt vời. Trà sữa tan từ từ, thức uống ngọt ngào quyến rũ, môi xinh nếm thử. Em rất thích. Va chạm vào nhau tạo ra những phản xạ kỳ diệu. Giữ chặt trong lòng bàn tay, hạnh phúc đang dần dần nảy mầm trong tim. Dần dần hâm nóng ly trà sữa, tất cả muộn phiền đều tan biến. Chậm rãi bước qua khó khăn. Cuối câu chuyện, muốn dành cho em một gia đình tuyệt vời. Chị, chúng em qua đây với chị. Chủ nhiệm, đưa phí đặt đi là chủ kiến của một mình tôi, không liên quan tới cô tôi. Tất cả đều là chủ kiến của một mình tôi. Anh đứng lại đó cho tôi. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi, hai người đó vẫn chưa ra. Chắc là em gái bị chị gái đánh bại rồi. Lỡ đâu hai người đó đánh nhau thì phải làm sao? Nhưng mà nếu nói về đánh nhau thì chắc là chị gái không phải là đối thủ của em gái. Hình như không có động tĩnh gì nữa. Chắc là em gái bị đánh bại rồi. Ra rồi, ra rồi. Chúng ta đi thôi. Không ngờ người thua cuộc lại là chị gái. Thanh Thanh, cơ hội của cậu tới rồi. Chạy bộ. Đau không? Không đau lắm. Rõ ràng là rất để tâm. Vì sao phải giả vờ nghĩ một đằng nói một nẻo chứ? Anh đặt tay mắt ở bên cạnh tôi sao? Sao cái gì cũng biết thế? Có thể là vì tôi để một thứ ở chỗ cô đó. Lắp camera theo dõi à? Để cái này. Có những chuyện có lẽ người ngoài không hiểu, nhưng có những lời tôi bắt buộc phải nói, có những lập trường tôi bắt buộc phải kiên trì. Vì vậy, cô không nói với hiệu phó Đỗ và hiệu trưởng Ngang, lựa chọn tự mình giải quyết là sợ làm lớn chuyện lên. Đến lúc đó mọi người đều không có kết cục tốt, đúng không? Vốn dĩ tôi cho rằng hai chị em cô rất không giống nhau, nhưng bây giờ xem ra thật sự là rất giống nhau.
Lần trước không thấy Trần Dư Huy, cô Tô cũng cuống cuồng đi tìm, chỉ sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì. Cô xem lại cô đi, cũng giống như thế, ngay cả giày thể thao để ở phòng làm việc cũng không kịp thay. Ngay cả trong phòng làm việc của tôi có giày thể thao mà anh cũng biết. Đúng thế, càng hiểu cô thì càng lo lắng. Tôi biết cô bề ngoài mạnh mẽ, bên trong mềm yếu. Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi chỉ là vẫn chưa muốn chuyện của chúng ta. Có phải cô và cô Tô, trong mắt anh, Hướng Đông Nam là một người như thế nào? Anh ấy à? Thật sự là một người ngốc nghếch. Là một tên ngốc, lúc nào cũng nhiệt tình, lúc nào cũng tin vào sự thật, lương thiện và cái đẹp. Thế sao? Ừ. Nhưng chính vì anh ấy như thế, nên lúc nào cũng làm cho người khác bất ngờ đi theo anh ấy, ở bên cạnh anh ấy. Đúng là như thế thật. Có lẽ vấn đề là ở chỗ của tôi. Vì sao cô lại có sự hiểu lầm như thế? Cô đã rất xuất sắc rồi, tiểu thư à, phải để cho người khác một con đường sống chứ. Xuất sắc, ừ. Không phải chỉ là xin nghỉ thôi sao? Cái này không được, thế kia cũng không xong. Chỉ để ý nguyên tắc, không xem bản chất vấn đề. Bình thường đối xử với em như thế thì thôi đi, sao bây giờ tới học sinh cũng như thế? Lẽ nào điều khiển cuộc đời người khác thì có cảm giác thành tựu như thế à? Con đường em đã đi đều là con đường chị ấy từng đi. Những gì em biết cũng đều là thứ chị ấy biết. Từ nhỏ tới lớn, cho dù là cuộc sống hay là công việc, em đều làm theo tiêu chuẩn của chị ấy. Sự tự phụ của chị ấy lẽ nào không phải là ích kỷ sao? Từ trước tới nay đều chỉ đứng trên lập trường của bản thân để suy nghĩ, vĩnh viễn không biết đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ. Anh biết vì sao em không biết bơi không? Cũng là vì cô ấy. Ừ. Chị của em xuất sắc như thế, cái gì cũng biết nhưng lại không biết bơi. Bởi vì lúc nhỏ chị ấy suýt bị chết đuối một lần. Vì vậy ngay cả em cũng không thể học bơi. Mẹ, con muốn học bơi, đưa con đến bể bơi đi. Kỳ Kỳ, con cởi bộ đồ này ra đi. Con ở nhà chơi với chị vui biết bao nhiêu, đừng đi bơi nữa. Tô Kỳ, em làm bài tập xong chưa? Ôn tập chưa? Không phải mai thi rồi à? Chị xin lỗi, em không cố ý đâu, chị đừng tức giận. Sau này nhà chúng ta ai cũng không được đi bơi. Em vĩnh viễn không được đi. Mau tới đây làm bài tập về nhà. Em vẫn còn nhớ bộ dạng lúc được cứu hộ cứu lên của chị em. Vì vậy từ đó về sau, chỉ cần nhắc tới bơi lội thì chị em liền tức giận. Vì vậy em cũng không có cách nào học bơi. Em thích bơi như thế, tại sao sau này không tự mình lén đi học? Có lẽ anh nói đúng. Em là một người rất ỷ lại vào chị gái, vĩnh viễn sống dưới cái bóng của chị em. Chỉ hy vọng chị của em không ghét đứa em gái này của chị ấy, vì vậy vẫn luôn lấy lòng chị ấy. Em đừng nói bản thân mình như thế. Thật ra nội tâm của em rất yếu đuối. Em nghĩ xem, bây giờ tất cả mọi người xung quanh đều công nhận em rồi, bao gồm học sinh, vệ lai, còn có anh nữa. Lòng người không phải là sắt đá, cứ từ từ, nhất định sẽ hiểu tấm lòng của em thôi. Em thử cố gắng thêm lần nữa, thử để mọi thứ dần trôi đi. Với sự hiểu biết của tôi đối với cô, có phải vẫn còn nguyên nhân khác không? Có một nguyên nhân làm tôi cứ do dự cho tới tận bây giờ. Vốn dĩ tôi chỉ chơi đùa ở trên bờ sông. Tôi thật sự quá ngốc. Tôi không nên đưa nó tới bờ sông. Tô Kỳ, tôi không biết lúc nào thì nó đi khỏi chỗ của tôi. Tôi hoảng loạn ngay lúc đó. Chị ơi, có ai không cứu em tôi với? Tô Kỳ, có ai không cứu em tôi với? Tô Kỳ, quá lo lắng. Tôi không những không cứu được nó, mà bản thân cũng bị đuối nước. Về sau, quản lý khu vực đó chạy tới kịp thời. Không thì cũng may không có chuyện gì. Về sau nhà chúng tôi không ai được đi bơi nữa. Nó cũng thường nói muốn đi học bơi, nhưng đều không cho nó đi bơi nữa. Cô Tô có biết không? Khi nó được cứu lên bờ thì đã hôn mê rồi. Hình như lúc tỉnh lại thì không nhớ gì nữa.
Như thế cũng rất tốt so với việc nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng đó, còn không bằng quên hết tất cả. Thật ra thì theo thời gian vật đổi sao dời, bây giờ hai chị em cô đều đã trưởng thành rồi. Vì cô tự trách bản thân và sợ hãi, bây giờ chắc chắn cô ấy đã hiểu rồi. Anh cũng nói là vật đổi sao dời, giữa tôi và nó sẽ không vì giải thích rõ chuyện này mà có sự thay đổi. Cho nên là kệ nó đi, thuận theo tự nhiên. Hôm đó ở trên đỉnh núi, cô Tô thật ra là một người em rất tốt. Đến một ngày cô ấy sẽ hiểu ra. Tối hôm nay em nhất định phải ngủ một giấc cho thật ngon để chuẩn bị đón giông bão của ngày mai. Bất luận là giông bão thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Đã làm rồi thì phải dám làm dám nhận. Hơn nữa em không thấy là em làm sai, cho nên em không sợ. Nè, em không thể tỏ ra là em cần anh một chút sao? Làm cho anh cảm thấy mình cần thiết. Những vì sao u ám lang thang một mình đến tận cùng ký ức. Sự xuất hiện của em đã khiến anh dừng bước quay đầu, trao nhau số liên lạc, đã khiến em vui sướng đến nhường nào. Cả thế giới đang dậy sóng vì anh. Lần đầu hẹn hò, anh đã hồi hộp cả đêm không chợp mắt. Gần đến giờ mới cuống cuồng lên mạng tìm mẹo khi hẹn hò. Lần đầu tiên, trong đôi mắt lấp lánh của anh chỉ có em. Từ nay, bến cảng của em chỉ để anh cập bến. Mắt mình không nhìn nhầm chứ? Vừa rồi rõ ràng là có 4 cái chân đi vào phòng ngủ của cô Tô. Nghe nói rồi, nghe nói nhiều rồi. Những tin đồn nhảm làm người ta nghi hoặc. Nếu nói ngày mai phải chạy trốn, đồng cỏ bên hồ, cánh diều, con hẻm nhỏ. Nghe nói rồi, nghe nói nhiều rồi. Những tin đồn nhảm làm người ta nghi hoặc. Nếu nói ngày mai phải chạy trốn. Giám đốc vệ, anh phải suy nghĩ cho kỹ nha. Sau này giải thích với cô vệ lai thế nào? Đừng có tức giận chứ. Alo. Mua đất với cái giá này rất là hợp lý rồi. Nếu như anh vẫn còn muốn suy nghĩ thì tôi sẽ gửi cho Lâm Thanh xem trước. Tôi tin là cậu ấy chắc chắn đồng ý chi khoản tiền này cho tôi. Thông báo biến động tăng 30.000 tệ. Là một người khôn ngoan đấy.
Chào buổi sáng. Chào anh. Hai người mau dậy đi, sắp muộn giờ đi làm rồi. Thôi tiêu rồi. Sau này sao em dám gặp mặt mọi người đây? Bà xã đừng lo, anh đi diệt khẩu. Không ngừng cố gắng. Không ngừng cố gắng. Không ngừng cố gắng. Lẽ nào kế hoạch cưa đổ nữ hoàng, kế hoạch cưa đổ nữ hoàng đã kiểm tra, đã kiểm tra, đã kiểm tra, đã kiểm tra. Tô Mạn mặt dày mày dạn, bám dai như đĩa. Thôi tiêu rồi. Phi Tư, cậu làm sao thế? Tớ đang cầu nguyện cho anh trai. Tớ hy vọng anh ấy không bị ghi vào học bạ. Vậy tớ cầu nguyện cùng cậu. Các cậu yên tâm đi, anh Phí Đạt đã học lớp 12 rồi. Hơn nữa chủ nhiệm Tô vẫn luôn mạnh miệng mềm lòng, sẽ không ghi vào học bạ của anh ấy đâu. Cậu ấy thế này, thế này là đang làm gì? Chắc đang cầu nguyện cho vé số của cậu ấy. Vé số? Không phải chứ. Chào chủ nhiệm. Cưa đổ nữ hoàng. Chào chủ nhiệm. Có quá nhiều mèo trong trường cho nên em chuẩn bị cho chị kem dị ứng chị hay dùng. Cảm ơn. Chỉ thế thôi à? Không nói gì thêm à? Chỉ thế thôi. Nói thêm gì chứ? Đi thôi. Được. Vậy sau khi kết thúc buổi họp bên này, tôi sẽ liên lạc với cậu. Vậy chúng ta chiều gặp. Tạm biệt. Mổ Thần, sao cậu lại tới đây? Chào buổi sáng giám đốc Vệ, bận rộn như thế mà tới tìm tôi có chuyện gì? Lấy cho Mổ Thần một cốc cà phê. Ngồi đi. Ngồi đi. Giám đốc Vệ, có một chuyện tôi muốn nói trực tiếp với ông nên tôi tới đây. Có tin vui. Viết xong album rồi à? Vẫn chưa viết xong. Tôi có thể nộp album muộn hơn được không? Không phải chứ, sao lại kéo dài rồi? Tôi muốn đảm bảo chất lượng của album. Thầy Mộ này, có những loại âm nhạc dựa vào chất lượng, có những loại âm nhạc dựa vào lưu lượng, còn có loại chiếm nửa này nửa kia. Chắc cậu đã biết rõ định vị của công ty về cậu. Bây giờ là thời đại của lưu lượng, cậu cứ tiếp tục kéo dài thế này sẽ không còn người mua nữa. Chuyện này chắc cậu phải rõ hơn người khác chứ. Tôi biết. Tiểu Thôi có cho cậu xem số liệu quý trước của các nghệ sĩ không? Không à. Cô Tiểu Thôi này đôi khi bảo vệ nghệ sĩ một cách quá đà. Tôi nói cho cậu biết, số liệu thống kê của cậu giảm rất nhiều. Nếu cậu tiếp tục không ra bài mới, tiếp tục không tham gia chương trình, tiếp tục không xuất hiện trước công chúng thì cậu sẽ bị đào thải. Khán giả sẽ quên mất cậu. Giám đốc Vệ, thật ra đẩy lùi thời gian ra album mới, thứ nhất là đảm bảo chất lượng của nó, thứ hai là vì nghĩ cho công ty, đặc biệt là Vệ Lai. Có liên quan gì tới Vệ Lai chứ? Đợi lúc phim mới của Vệ Lai lên sóng thì tôi cũng phát hành album mới của mình. Việc này có lợi cho cả tôi và Vệ Lai. Ông thấy thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu việc này có liên quan gì tới Vệ Lai.
Con bé là diễn viên, cậu là ca sĩ. Không phải vậy, ông đừng hiểu lầm. Tôi không có ý kết hợp với cô ấy để quảng bá. Tôi muốn tăng thêm cho công ty một nhãn hiệu. Cậu không cần phải lo chuyện này. Cứ yên ổn mà viết album nhanh lên. Cậu có biết việc này công ty đã đầu tư vào bao nhiêu tiền không? Đây không phải là chuyện của một mình cậu. Chuyện này liên quan tới cả đội ngũ của cậu, liên quan tới sự vận hành của cả công ty. Chúng ta đừng ở đây nói chuyện phím nữa. Chúng ta ở đây nói cả ngày rồi cũng không được ra bài hát nào đâu. Anh Mộ mau về nhà, chuyên tâm sáng tác đi. Đợi tin tốt của anh đấy. Cố lên. Lần trước tôi đã nhấn mạnh thi đại học chính là thiên binh vạn mã, qua cầu độc mộc. Đối với các em thì cứ mỗi một giây lãng phí là sẽ bị người khác kéo xa cả một đoạn dài. Kiểm tra tổng quát lần trước, người có hy vọng vào thanh hoa nhất của trường chúng ta đã bị giáo viên của lớp nghệ thuật đưa ra ngoài đi chơi, lại còn chơi cả một ngày. Thầy Hướng, Cô Tô, lần trước hai người đưa Phí Đặt rời khỏi thư viện, tôi vẫn đang đợi lời giải thích của hai người. Lẽ nào đưa Phí Đặt tới hồ bơi chính là lời giải thích của hai người dành cho tôi sao? Thầy Ngô à, anh bình tĩnh một chút để tôi nói mấy câu. Cô Tô, nếu cô có ẩn tình gì khó nói thì cô cứ nói với mọi người. Mọi người đều ở đây, cô cứ mạnh dạn nói, đừng sợ. Tại sao cô lại giúp anh ta làm ra việc như thế này? Hiệu phó Đỗ, tôi lại có chỗ nào đắc tội với anh à? Không có ẩn tình gì khó nói hết. Đây đích thực là trách nhiệm của tôi và thầy Hướng. Tôi bằng lòng gánh vác lỗi lầm này. Thầy Ngô, việc này tôi xin lỗi anh. Tự ý đưa Phí Đặt đi hồ bơi, khiến cho em ấy lỡ mất kỳ thi thử, là lỗi của một mình tôi, không liên quan gì tới Phí Đặt. Anh đừng phạt điểm em ấy. Thầy Ngô, anh thì không có lỗi sao? Đến máy tính còn có chức năng chờ, huống hồ gì là con người. Cấp 3, ngày nào cũng có thi cử. Nhưng sinh nhật tuổi 16 của em gái thì chỉ có một lần thôi. Giúp em gái tổ chức sinh nhật là tâm nguyện của Phí Đặt. Nếu tâm nguyện này không được hoàn thành thì em ấy sẽ luôn tự trách, buồn phiền. Đây lẽ nào không phải là chuyện lớn ảnh hưởng tới thi đại học sao? Em ấy chỉ muốn xin nghỉ một ngày. Chỉ một ngày, khó tới như vậy sao? Phải, tôi thừa nhận thi đại học là cầu độc mộc, nhưng đời người là một cuộc thi marathon. Vận động viên chạy đường dài bị buộc với bao cát, thì cho dù năng lực anh ta có mạnh tới đâu, chỉ cần anh ta qua cầu độc mộc thì với sức nặng đó, anh ta làm sao có thể chạy nhanh hơn những động viên thoải mái kia chứ? Chủ nhiệm Tô, cô nghĩ thế nào? Cách làm của cô Tô và thầy Hướng không thỏa đáng, nhưng những lời này của cô Tô không sai. Sự việc lần này của Phí Đặt, tôi quả thật đã làm sai rồi. Sai, cực kỳ sai. Sao lại có cái lý này? Sao lại có cái lý này chứ? Anh hoàn toàn không có giới hạn cuối cùng đạo đức sa sút, dạy hư học sinh, không xứng đáng làm thầy. Xem điện thoại đi. Top tìm kiếm. Tìm cái gì cơ? Hiệu trưởng, thầy xem đi. Tô Kỳ. Em tỉnh rồi à? Bác sĩ nói em bị hạ đường huyết nên dẫn tới hôn mê. Đều tại anh quá vô tâm sơ suất. Em muốn uống chút nước không? Chị à, em xin lỗi. Chủ nhiệm, đây đều là lỗi của một mình tôi. Một người làm, một người chịu. Tôi sẽ chịu hết tất cả trách nhiệm.
Yêu đương không phải là chuyện của một người, nhưng là do tôi đơn phương theo đuổi cô ấy, là tôi đã làm loạn cuộc sống của cô ấy. Nếu không có tôi thì cô ấy nhất định sẽ không phạm sai lầm. Chuyện này không thể trách cô ấy được. Chuyện tình cảm của hai người dùng phương thức này để công khai, làm mọi chuyện ồn ào, đúng là có vấn đề. Nhưng mà tình yêu vốn không có lỗi. Chủ nhiệm, tôi nghĩ cô sẽ... Cảm ơn cô. Được rồi, bây giờ không phải lúc để xin lỗi và cảm ơn. Mau nghĩ cách giải quyết vấn đề đi. Chủ nhiệm, tôi yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Bảo vệ tốt cho em ấy nha. Tôi nhất định sẽ làm vậy. Có muốn ăn kẹo không? Anh bóc cho em nha. Tô Mạng, tôi đã nói chuyện xong với Vệ Lai rồi. Cô ấy nói là sẽ đăng bài thanh minh về tin đồn yêu đương với Hướng Đông Nam. Vì để bảo vệ cô Tô, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn bảo vệ sao? Xin lỗi, lần này đúng là sơ suất của tôi. Không, là sơ suất của tôi. Tôi đã bỏ qua một điểm. Mục tiêu mới là duy nhất với anh. Từ trước tới nay, việc bảo vệ kỳ tử chưa từng tồn tại trong kế hoạch của anh. Lẽ nào tối đó lại không tính là đáp án mà cô dành cho tôi sao? Sự việc hình như không hề đơn giản. Tớ nhìn thấy fan cặp đôi của Vệ Lai và thầy Hướng đem ảnh của cô Tô đăng hết lên rồi. Đây không phải lợi dụng mạng đào bới thông tin cá nhân sao? Vệ Lai không phải đã đăng bài thanh minh rồi sao? Không phải chỉ là tan vỡ một cặp đôi giả thôi sao? Đám fan đó điên cuồng như vậy à? Thật sự không thể nói nổi. Không chỉ là fan cặp đôi, tớ nghi ngờ có lẽ là tài khoản ảo của công ty giải trí Quang Niên cố tình nhắm vào thầy Hướng và cô Tô. Tóm lại, nguồn gốc của vấn đề là ở bức ảnh. Thời điểm đăng bức ảnh này và văn bản đều quá có tính định hướng. Chuyện đi hồ bơi chỉ có mấy người chúng ta biết. Đúng vậy. Bức ảnh đó rốt cuộc được chụp kiểu gì? Hình như tớ cũng không nhìn thấy người nào khả nghi. Kẻ khả nghi không nhất định phải là người ngoài. Doãn Tinh Nghiêu, cậu không định nói trong chúng ta có gián điệp đó chứ? Nè, tớ nói trước nha, không phải là tớ. Lúc đó tớ đang đi vệ sinh. Đợi lúc tớ quay lại thì các cậu lên bờ lâu rồi. Cũng không phải tớ, lại càng không phải là tớ. Lúc đó bọn tớ đều ở dưới nước, căn bản không có thời gian để làm chuyện này. Ca Tử có thể làm chứng. Ừ, tớ và bạn cùng bàn lúc đó đang nói chuyện ở chỗ ghế dài gần hồ bơi, có thể làm chứng cho nhau. Bối bối, chắc không phải là cậu đó chứ? Tuyệt đối không phải là sếp Dương. Tớ tin bối bối. Bối bối chắc chắn sẽ không làm như thế. Là tớ. Sếp Dương, bây giờ không phải lúc để đùa đâu. Tớ không nói đùa. Ảnh là do tớ chụp. Bối bối, tại sao chứ? Nhiều bối bối, cậu quá đáng rồi đó. Lâm xinh đẹp, đừng trách bác không nhắc nhở mày nha. Bố mày rất nhanh thôi sẽ kiếm cho mày một người mẹ đấy. Nhanh nói với bác, đầu mối ở đâu? Đi. Lâm xinh đẹp, Tô Mạn làm tốt lắm. Ivo, bố về rồi đây. Con gái người ở trong tay của ta. Thanh à, những thủ đoạn này của cậu không có tác dụng đâu. Nhìn anh đây, đối phó với phụ nữ nhà họ Tô thì dùng chiêu trò lịch thiệp không có tác dụng đâu. Cậu tin anh đi. Đại chiến tán tỉnh.